quý vị, như vậy là 6 thí sinh của chúng tôi, 6 ca sĩ trẻ đã hoàn thành đề bài mà Dân ca Thái Châu đưa ra cho các bạn ở đêm thi lần thứ nhất. Đó là những kỷ niệm về mùa hè trong những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Còn bây giờ sẽ là giây phút hồi hộp nhất khi chúng ta chờ nghe số điểm. Với ca sĩ Tuấn Nghĩa, tổng số điểm của bạn là 37,90. Ca sĩ Bảo Hân, tổng điểm của bạn là 37,90. Ca sĩ Đào Ngọc Sang, tổng số điểm của Đào Ngọc Sang là 38,35. Ca sĩ Ngọc Trâm, tổng số điểm của bạn là 38,85. Ca sĩ Triệu Long, điểm số của bạn cũng là 38,85. Ca sĩ Hà Thúy Anh, tổng số điểm của bạn là 39,35. Chúc mừng Hà Thúy Anh. Như vậy Hà Thúy Anh là người sẽ giành được giải nhất tuần này với số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Xin được mời ca sĩ Thùy Trang và xin được mời ca sĩ Trúc Tử Lưu sẽ trao giải nhất tuần cho ca sĩ Hà Thúy Anh. Xin được chúc mừng Hà Thúy Anh. Cảm ơn ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Trúc Tử Lưu. Cảm ơn tất cả các bạn đã rất là nỗ lực ngày hôm nay.